Nhà sư thọ 122 tuổi, 6 năm sau khi qua đời, tóc của ông vẫn tiếp tục dài ra và trở thành một kim cương bất hoại. Đây là những hình ảnh quý giá của lão hòa thượng Hải Hiền trước khi qua đời. Lúc này, ông đã thọ được 112 tuổi, nhưng vẫn cầm cuốc mỗi ngày để làm việc đồng áng. Mặc dù ông ấy di chuyển và hành động có vẻ chậm rãi, nhưng tất cả những công việc của nhà nông vẫn không làm khó được ông. Vị bách niên lão sư này không bao giờ cần đến sự chăm sóc của người khác. Cuộc sống chỉ cần tự cung tự cấp. Cuộc đời ông chỉ quanh quẩn trong những công việc tụng kinh niệm Phật, khai khẩn đất hoang và trồng trọt. Cả đời chỉ biết bốn chữ A-di-đà Phật. Nhưng cách ông nói chuyện hóm hình luôn gây bất ngờ cho người nghe bởi sự giác ngộ của mình. Suốt đời lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chỉ một câu A-di-đà Phật, ông đã niệm suốt 92 năm. Cho đến năm ông 112 tuổi, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn có thể tự may vá bằng kim chỉ, vẫn có thể trèo cây hái quả. Ông còn có thể dự đoán được thời điểm mình viên tịch và yêu cầu những đệ tử chôn cất mình ở vùng đất phía sau chùa sau khi ông qua đời. Đến tận 6 năm sau khi ông mất, người ta vẫn thấy tóc ông có thể mọc, những mạch máu vẫn còn rõ ràng trong cơ thể bất hoại. Năm 1900, lão Hòa Thượng Hải Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở thời kỳ khó khăn, khi người dân đang trong tình trạng khốn cùng này, thì việc lấp đầy được cái bụng đói của mình cũng là một điều may mắn, nên việc tiếp cận với sách vở cũng trở nên xa xỉ. Mẹ của ông là một đệ tử Phật giáo, kiên thành, và dưới ảnh hưởng của mẹ, tuổi thơ tăm tối khó nhọc của Hòa Thượng Hải Hiền cũng xem như có một tia sáng. Khi lên 20 tuổi, không may cha của ông đã qua đời và từ đó chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Bỗng một ngày, chàng trai đột ngột thông báo với mẹ mình rằng mình sắp xuất gia. Người mẹ khi nghe tin này thì vui buồn lẫn lộn bởi bà không muốn xa con. Nhưng khi nghĩ đến việc con mình đã có duyên với Phật, người mẹ rất hoan hỉ, đồng ý với mong muốn này của ông. Lúc này, Hải Hiền vội vã từ biệt mẹ, khăn gói đi đến thiền tự Vân Đài ở núi Đồng Bách, xin được xuất gia và bắt đầu con đường tu tập của mình. Hàng ngày Hòa Thượng Hải Hiền phải làm những công việc nặng nhọc trong chùa, nhưng ông không bao giờ nản chí. Từ khi xuất gia năm 20 tuổi, sư phụ của Hòa Thượng Hải Hiền là lão Hòa Thượng Truyền Giới lại chưa bao giờ dạy ông đả tỏa tham thiền, cũng không hề dạy ông thuyết pháp mà chỉ yêu cầu ông học hỏi từ thực tế. Sau đó ông chuyển cho 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và dặn ông niệm mỗi ngày. Chính vì một câu A Di Đà đơn giản này đã trở thành mục tiêu tu hành để lão Hòa Thượng Hải Hiền tu luyện cả đời. Sau khi được sư phụ chuyển dạy, trong 92 năm tu hành, ông đã đọc câu A Di Đà này bất kể ngày đêm, dù đang nghỉ ngơi hay đang làm việc. Ông đã thành tâm cầu nguyện với Đức Phật. Năm 1966, những tu viện lớn nhỏ đều bị chiếm đóng, các nhà sư buộc phải hoàn tục và lao động kiếm sống khắp nơi. Trước tình hình này, lão Hòa Thượng Hải Hiền vẫn không buồn rầu hay chán nản. Ông buộc phải trở về quê nhà để làm việc. Nhưng cho dù ông đã rời khỏi chùa, trái tim ông vẫn một lòng hướng Phật. Ông ấy đã nói, cuộc sống là tất cả những gì chúng ta thực hành. Tuy ông phải về quê làm việc kiếm sống, nhưng vẫn thực hành Phật Pháp trong tâm. Lúc nào ông cũng niệm Phật và không bao giờ quên rằng mình là một nhà sư. Ông chỉ mong một ngày có thể quay trở lại ngôi chùa mà mình đã từng tu hành. Năm 1979, lão Hòa Thượng Hải Hiền cuối cùng đã nhận được một tin tốt lành là ông đã có thể quay lại chốn cũ. Lần này, ông quyết định sẽ gánh vác trọng trách trùng tu lại tu viện. Lúc ấy, ông đã tự mình làm tất cả, từ đào hố đến di chuyển gạch để lấp đầy những cái hố đó. Trong thời gian này, ông ấy đã đi nhiều đến mức rất nhiều đôi giày phải bỏ đi vì bị mòn đế. Không lâu sau, theo lời mời của đông đảo tín đồ, lão Hòa Thượng Hải Hiền đã đến đền Rinpoche và chủ trì việc xây dựng tại đây. Mặc dù Rinpoche chỉ là một ngôi đền nhỏ ở nông thôn, nhưng nó đã có một lịch sử lâu đời, vị trí tuyệt vời với môi trường hoàn toàn tĩnh lặng, rất thích hợp cho việc tu hành. Trong khoảng thời gian sau này, giữa lão Hòa Thượng Hải Hiền và chùa Lai Phật có một mối liên hệ không thể tách rời. Sau khi bị chiếm đóng, chùa Lai Phật đã bị phá hủy và các tu sĩ cũng lần lượt ra đi. Mặt sân lúc này tràn ngập cỏ dại. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để có thể hồi sinh ngôi chùa cũ này.
Cuối cùng, bằng chính đôi bàn tay của mình và sự ủng hộ, hỗ trợ của vô số tín đồ, chùa Lai Phật đã khôi phục lại diện mạo ban đầu và ông cũng bắt đầu chuyển đến chùa để sống. Mặc dù là một nhà sư, nhưng mọi người lại thấy ông giống một lão nông dân hơn. Lúc này chùa chiềng ở nơi hẻo lánh nên trong chùa không có thức ăn. Ông ấy đã tự mình cày ruộng. Đến mùa gặt, ông luôn mang những gánh lúa nặng trĩu gửi đến một số ngôi làng lân cận để phân phát cho người nghèo. Người dân địa phương rất cảm động về điều này và luôn tôn trọng ông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã sống ở chùa Lai Phật qua nhiều thập kỷ. Cuộc sống của ông rất đơn giản và đạm bạc. Khi chiếc áo cũ đã sờn rách, ông tự mình dùng kim chỉ vá lại chứ không nỡ vứt bỏ. Ông sống và lao động không ngừng nghỉ cho đến lúc 112 tuổi. Mỗi ngày ông có thể làm tất cả công việc nặng nhọc như làm cỏ, xới đất, chẻ củi, có khi là lên núi hái những quả hồng chín mọng, tặng chúng cho mọi người xung quanh chùa. Những việc này rất hiếm khi thấy một người già nào đã hơn 100 tuổi còn có thể làm được. Lúc ông 112 tuổi, trong một lần đến chùa Viên Minh, thấy cành cây si rũ xuống quá thấp, ông đã cầm rìu và cưa trèo lên cây để cắt tỉa chúng. Vào một ngày trong tiết Trung Thu năm 2012, khi lão Hòa Thượng Hải Hiền đang bổ củi, thì có một nhà sư bên ngoài xin ông giảng pháp. Ông đã từ tốn nói rằng mình không có gì để giảng dạy, chỉ cần thật tâm tu hành sẽ không có gì khó khăn. Chỉ sợ trái tim mình nản chí mà thay đổi. Chỉ cần một vài câu của ông đã khiến đám đông bên ngoài thán phục. Một lần khác, có một người thợ điện đến chùa Lai Phật để thu tiền điện. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã vô tình nói rằng tiền điện tháng này cao hơn tháng trước rất nhiều. Sau khi người thợ điện nghe nói, không biết vì hiểu lầm hay vì cớ gì, ông ta đã thẳng tay tát vị lão hòa thượng hai cái. Nhưng hành động sau đó của Hòa Thượng Hải Hiền mới làm người ta nể phục. Ông vẫn thản nhiên làm việc và thanh toán hóa đơn điện. Sau khi tên thợ điện rời đi, một số người dân muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng ông đã nói với họ rằng: "Hãy quên chuyện đó đi, anh ta đánh tôi chỉ như củ lét, có khạc nhổ vào mặt tôi cũng chỉ như là rửa mặt. Chúng ta là tu sĩ, hãy luôn rộng lượng, luôn nhớ rằng người nhân từ sẽ được bình an." Đến tháng 1 năm 2013, lão Hòa Thượng Hải Hiền có dự cảm rằng thời gian của mình không còn nhiều. Ông nói với các môn đệ rằng mình sắp phải đi, nhưng không một ai tin vào điều đó. Họ nghĩ rằng ông chỉ vô tình nói đến điều này, vì đến tối hôm qua ông vẫn còn làm việc ngoài đồng. Nhưng bất ngờ vào ngày 17 tháng 1, lão Hòa Thượng Hải Hiền, thân không đau bệnh, đã an tường thị tịch. Sau đó, những đệ tử đã làm theo lời ông và an táng ông trong một chiếc chum lớn. Sau 6 năm lẻ 100 ngày sau, khi mở nắp chum, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Đầu tóc, mạch máu hay lỗ chân lông của ông vẫn nguyên vẹn như một viên kim cương bất hoại. Điều này không có gì bất ngờ, rất phù hợp với tấm lòng thanh tịnh và trong sạch của ông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu: A-di-đà Phật. Dạy ngài phải luôn niệm: "Ngài lão thật, nghe lời, thật làm." Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Câu tục ngữ: "Thiện thủy, thiện chung," chúng ta đã từng nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Người đã có thể thiện thủy, lại còn có thể thiện chung không nhiều, không ngờ chúng ta nhìn thấy ở ông. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.